động viên vì hiện nay mình diễn viên gần khản cổ rồi. Lại đây cho màu vân vật 1 triệu đồng. Để thiện cho lên. Xin mời hai đô khởi động chuẩn bị thiếu. Chúng tôi nhận phần thưởng thì là cao quý thôi, nhưng thôi đằng sau là về cá nhân vẫn là tập thể. Khởi động khi nào có lệnh thì chúng ta tiếp tục. Rồi, xin mời anh đôi khởi động. Đô Hoàng của Bắc Ninh giơ tay lên nào. Rồi, cảm ơn. Chúng tôi xin giới thiệu, đây là keo thứ nhất của lò mới. Đô Hoàng của Bắc Ninh cắt tay đỏ. Đô Long của Thái Bình cắt tay xanh. Đây là keo thứ nhất của lò mới. Xin mời hai ông đô xe đài. Rồi, rất dẻo, đề nghị cho tôi thưởng một tràng pháo tay, rất dẻo, cố lên. Tuyệt vời. Ba vào ba ra, đúng là cổ truyền. Các cụ để lại cho tuyệt vời, cố lên. Đây là keo lèo thứ nhất. Đô Hoàng của Bắc Ninh thắt tay đỏ. Đô Long của Thái Bình thắt tay xanh. Đang đánh keo thứ nhất của lèo mới. Đang thi đấu trước sới, cố gắng lên. Thái Bình tiếp tục cử người đánh cao thứ hai. Mời Đô Hồng Việt Nam Quan khu công nghiệp Quang Minh thắng cao thứ nhất. À xin lỗi, chưa thắng. Đô Hiếu của Thanh Hoài tiếp tục hai ông đô đánh cao lèo thứ nhất. Xin vào khởi động khẩn trương.